Xin mời ca sĩ Nguyễn Hồng, ca sĩ Tạ Chính, ca sĩ Nguyễn Thị Vân, ca sĩ Thu Hương. Yeah. Thầy Quý đâu ạ? Ca sĩ Duy Quý đâu ạ? Ca sĩ Duy Quý của chúng ta đâu ạ? Các em cho các thầy cô một tràng pháo tay thật lớn nha. Xin trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú hiệu trưởng Lê Thị Kiều Anh lên mừng tuổi cho các ca sĩ nổi tiếng của tổ văn sử trường Trung học phổ thông Thanh Lương. Tuyệt vời quá. 13 năm gắn bó với trường Thanh Lương mà hôm nay tôi thấy tổ văn sử xuất hiện. Ngoài những ca sĩ tưng bừng trên sân khấu thì những ca sĩ học trường hôm nay cũng lên sân khấu rất là tưng bừng. Ca sĩ Tạ Xuân Chính và Nguyễn Duy Quý rất là tuyệt vời. Xin chúc năm mới ăn vui hạnh phúc thành công hơn nữa. Bên trong là cả bầu trời yêu thương dành cho ca sĩ MC Thu Hương. Tuấn này rơi không bị rơi.
Bình An. Tài lộc ca sĩ Tạ Xuân Trí. Tết bình an ca sĩ Nguyễn Hồng Trang. Phó chủ tịch công đoàn thầy Nguyễn Văn Thái. Tết xuân về tài lộc lại là ca sĩ ấn tượng Nguyễn Duy Quý. Trang xin